Thưa quý vị, vật giá leo thang khiến những suất cơm bát bún ở ngoài quán ăn ngày càng trở nên đắt đỏ, làm tăng thêm những gánh nặng cho những người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên thì ngay giữa một quận trung tâm của Hà Nội như quận Hoàn Kiếm lại có một nhà hàng bán những suất cơm chuẩn tiêu chuẩn nhà hàng với giá là 1.000 đồng. Điều đáng nói là những suất cơm 1.000 đồng dành cho người khó khăn, lao động vất vả này vẫn đầy đủ thịt cá. Đây quả thật là những bữa ăn ấm áp tình người giữa ngày đông giá lạnh. Bà Phạm Thị Động đã hơn 70 tuổi làm nghề nhặt ve chai. Tuổi cao sức yếu, những đồng tiền kiếm được vốn chẳng dễ dàng. Thứ hai hàng tuần, bà Động đến địa chỉ 405 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội để mua suất cơm 1.000 đồng với đầy đủ thịt cá. Cô cứ đi đây cân đồng nát thì là người ta mách thì cô rẻ vào đây. Nhà giờ cô phải làm hai bữa đấy, không ăn hết được một bữa đâu. Vâng, có nhiều. Ăn xong này còn đến tối. Cứ thứ hai hàng tuần đến đây xin suất cơm. Thôi cảm ơn tất cả. Vâng, các cô và các cậu. Muốn được chia sẻ những cái gì mà mình đang có tốt hơn những người khác thì mình muốn được chia sẻ. Còn qua chương trình thì mình cũng muốn lan tỏa những cái gì mà tốt đẹp nhất, những cái gì mà có thể để tất cả những người khác cảm nhận được và sẽ cùng mình, cùng mọi người làm việc tốt, chia sẻ đến cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Quỹ thiện nguyện Đâm Thương từng có những hoạt động thiện nguyện như chuyến xe về Tết hay các hoạt động giúp đỡ người khó khăn yếu thế. Chương trình suất cơm 1.000 đồng cũng là một hoạt động thường niên được quỹ phát động tại các nhà hàng ở Hà Nội. Những món ăn Việt Nam được đầu bếp lựa chọn từ nguyên liệu tươi ngon. Mùa nào thức ấy, các đầu bếp sẽ gói gọn tình yêu ẩm thực của mình vào mỗi món ăn ngon để gửi đến những thực khách đặc biệt. Từ thịt, cá, rau, củ quả đều rõ nguồn gốc xuất xứ. Các thực phẩm được chế biến và sử dụng trong ngày nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi tham gia phát cơm tuần này đã là tuần thứ 33 cùng với Thiện Nguyện Tâm Thương. Và khi mà tham gia cái hoạt động này thì mình cảm thấy nó là một hoạt động rất là ý nghĩa bởi vì có thể giúp được những cái hoàn cảnh khó khăn. Như các chị thấy là ở đây thì có những cái người bệnh nhân này, người nhà bệnh nhân này, rồi là có những cái hoàn cảnh khó khăn. Trong cái hoạt động của quỹ trong suốt nhiều năm qua thì nó cũng gặp một số khó khăn và cũng rất nhiều thuận lợi, tức là cũng được mọi người ủng hộ rất là nhiều, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm biết đến và ủng hộ cho quỹ. Của cho không bằng cách cho, đây là một mô hình của sự tử tế và tôn trọng những giá trị lá lành đùm lá rách có từ ngàn đời của dân tộc Việt. Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động bán những suất ăn 1.000 đồng sẽ được tiếp tục sử dụng vào mục đích thiện nguyện tiếp theo.